tất cả các sản phẩm hot hit lắm nha mọi người nhé, đặc biệt là hỗ trợ giá cho già người già và trẻ nhỏ. Điều làm cho người tiêu dùng dễ bị mắc bẫy nhiều nhất chính là các quảng cáo. Hàng loạt những bài quảng cáo sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em đến người già, từ người 1 tuổi đến 100 tuổi. Với những lời quảng cáo, sữa có nguồn nguyên liệu từ nước ngoài, sữa cao cấp chất lượng, bổ sung canxi, tăng chiều cao cho trẻ nhỏ, hỗ trợ phát triển cho trẻ còi xương. Giá bán từ vài trăm nghìn tới hơn 1 triệu đồng một hộp. Không chỉ người tiêu dùng tin theo, mà các đại lý cũng vậy. Đúng là vì giá cả, bình thường nếu mà giá thị trường cái hàng đấy bọn em mua chênh phải có hơn 100 nghìn, nếu giá thị trường đúng cái mặt hàng như thế. Đây là nơi sản xuất các loại sữa bột này. Kho hàng có diện tích 500 m², nằm khuất trong khu dân cư. Có 4 kho hàng tương tự như vậy tại huyện Đông Anh và Gia Lâm, Hà Nội. Lực lượng chức năng tìm thấy không chỉ sữa bột mà còn có nhiều sản phẩm khác như bánh quy sữa non, trà thảo dược, nhiều thực phẩm dành cho phụ nữ có thai, thực phẩm giảm cân cho phụ nữ có con nhỏ. Hàng này cho ra đây tẩy đát, xong rồi dập đát mới. Đấy, vừa mình dập đát mùng 5 tháng 1. Sữa đóng hộp. Được tẩy đát. Đây, hộp sữa đây. Quý vị khán giả có thể quan sát thấy có rất nhiều hệ thống máy móc, các trang thiết bị. Một quy trình khép kín từ sản xuất đến phân phối rất nhiều các loại sản phẩm. Và ở đây nhiều nhất và phổ biến nhất vẫn là các loại sữa bột, sữa dinh dưỡng cho trẻ em, thực phẩm chức năng cho người già đã ghi nhận hiện tượng làm giả, làm nhái, thậm chí là tẩy các hạn sử dụng, sau đó là dán những hạn sử dụng mới lên. Theo thông tin từ các lực lượng trực tiếp điều tra, các loại hàng hóa đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Bột đậu nành, bột đậu nành trên 90% thành phần cấu tạo là bột đậu nành. Anh xem cái hạn như thế nào? Từ đến 26/8/2023. Cái này đang sử dụng dở. Đây cũng bột sữa luôn, hết thời hạn đây này. Sản phẩm này đang sử dụng hết thời hạn sử dụng, có thời hạn sử dụng. Theo điều tra của lực lượng công an, đại lý bán những mặt hàng này nhận mức chiết khấu hoa hồng rất cao, có thể lên tới 65% mỗi sản phẩm. Thị trường các sản phẩm của công ty đa phần ở các vùng nông thôn, từ Sơn La, Hải Dương, Hưng Yên đến Đắk Lắk, Đồng Nai và nhiều địa phương khác.